vâng, và để tôi sẽ chụp với thơ như hôm nay Viên Trúc, Ngọc Điệp, Chi Trọng, Trường Hiệu Nghị và các bạn. Cô thật cô thác, cô thác, cô thác, cô thác, cô với nhạc phẩm mang tên Quyền Tình. Xin mời Hiệu Nghị và các bạn cùng đồng hành. Lòng nghe xong câu tình lỡ xa còn chẳng theo đường là sớm. Đường làm ăn đi cũng không xa. Biển rộng biển giới chưa tình anh với em ông cả cuộc tình xa xôi đêm. Cố lên hùng cả Tân Châu mất đấy. Tôi xin giới thiệu, có nghĩa là có ba đôi để thi Dũng Diệp thi đầu tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế là đôi làm nữ thiết Lục Lam đã hoàn thành nhiệm vụ. Các bài dễ hát thế ai chả hát được. Nhà em chỉ có mỗi bài đấy. Ban giám khảo đây, cách ai cắt cái bài ban giám khảo. Nhà em rất là loại. Cho ai biết là nhất luôn, không để ý. Cho ai biết là người đấy được nhất. Sầu thính thật vòng hả chị? Sầu thính nghiệp vòng karaoke. Mày say rồi con ơi, à, em ơi. Gì mà sầu thính nghiệp hồng. Cả nó vẫn dài hết. Cho dài hết, mà đây, để em giới thiệu phát. Nói cả nói. Nói ngồi đâu? Từng cái bài để cái sau lưng một cái ngày nay. Học quyền quyền. Anh là chấp từ đồng ý quyết định và các bạn. Một thằng lá một lần cũng chấp nhiều. Với cả cỏ mang theo. Sầu không khí đem vào. Chết rồi. Thank you.